đấu trường võ nha. Thưa quý vị, chương trình đấu trường võ nhạc do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng công ty truyền thông giải trí Điền Quân thực hiện và với sự đồng hành của thương hiệu vui chơi giải trí Sunworld. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Hãy nhớ đón xem và ủng hộ cho chương trình cũng như là các thí sinh của chúng ta nha. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đến với vòng 4, vòng đại chiến. Và trước khi chúng ta gặp gỡ các thí sinh đến với vòng đại chiến thì bây giờ hãy cùng chào đón một thành phần rất quan trọng của chương trình, đó chính là ban giám khảo. Hãy cùng chào đón sự xuất hiện của giám khảo John Huy Trần. Và bây giờ là sự xuất hiện của giám khảo Trang Mong Nguyễn. Giám khảo xinh đẹp Minh Tú. Và như thường lệ, chúng ta sẽ có một giám khảo khách mời. Và vị giám khảo ngày hôm nay là một nam diễn viên. Anh đã chiến thắng trong một cuộc thi về điện ảnh. Và trong thời gian vừa qua thì anh cũng đã gây bão rất nhiều trên mạng xã hội. Và hãy cùng chào đón giám khảo khách mời, diễn viên Mai Tài Phên. Rất là vui khi mà có anh Nam Mai Tài Phến đến đây trong chương trình đấu trường võ nhạc ạ. Thì khi mà anh đạt quán quân của chương trình gương mặt điện ảnh đúng không ạ? Cũng trải qua rất là nhiều vòng thi và cũng thử thách khả năng của mình. Vân thấy là anh cũng thể hiện một số cái cảnh hành động ở trong chương trình. Thì anh có thể chia sẻ một tí về những cái cảnh đó và những cái dự định sau này anh sẽ tham gia một bộ phim hành động gì không ạ? Thực sự mà khi mà Phến tham gia cái chương trình gương mặt điện ảnh thì nó có một cái dòng thi là hành động. Các bạn biết rồi, không thể tập được 1-2 ngày hoặc là 1-2 tháng được. Nó phải là ít nhất từ 1 năm trở lên. Thì dành cho những người nào mà chuyên nghiệp có năng khiếu thì 1 năm. Còn nếu như mà không có năng khiếu thì khoảng 3 năm thì theo như Phến được biết. Thì khi mà tới cái mà vòng hành động á, thì mình nghĩ qua cái này mình cũng biết là chút đỉnh. Nhưng mà khi mà tập rồi thấy rất là khó. Và hành động nó khó, khi mà diễn kết hợp với hành động nó khó hơn nữa. Thì hôm nay thì rất là nôn nóng để được xem tất cả các bạn trình diễn vừa âm nhạc vừa võ thuật. Thì hy vọng là Phến sẽ được vai trò giám khảo, nhưng mà mình đặt mình tư cách là một vị khán giả để xem học hỏi thêm. Vòng 4 với tên gọi Đại Chiến. Ở vòng này, 8 nhóm nguy hiểm của vòng quyết đấu sẽ thi với nhau để giành 4 tấm vé vào vòng bán kết. Cách thức chấm điểm. Trong vòng đại chiến này, các đội sẽ trải qua 2 phần, phần biểu diễn và phần song đấu. Đối với phần biểu diễn, các nhóm sẽ chọn chủ đề cảm xúc để thể hiện. Đối với phần biểu diễn, ban giám khảo sẽ chấm điểm các nhóm ngay sau khi kết thúc phần thi. Sau khi phần biểu diễn kết thúc, nhóm điểm cao nhất sẽ song đấu với nhóm có điểm thấp nhất. Hai nhóm còn lại sẽ song đấu với nhau. Kết thúc phần song đấu, khán giả trường quay sẽ bầu chọn một lần duy nhất cho nhóm mà họ yêu thích. Nhóm có lượt bình chọn nhiều hơn sẽ giành tấm vé vào bán kết. Kết thúc vòng đại chiến, có 4 nhóm vào vòng bán kết. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với đội thi đầu tiên. Hãy cùng chào đón đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam. Nhóm vào vòng nguy hiểm đó chính là nhóm đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam. Lần đầu tiên phải rơi vào vòng nguy hiểm thì nhóm cảm thấy có hơi buồn, thất vọng một tí về phong độ của mình. Bản thân tụi em cảm thấy là bài thi ở vòng kỳ rồi thì chưa thực sự tốt cho lắm. Mặc dù là tất cả các thành viên trong nhóm đã làm hết sức mình, với cái số điểm mà tụi em nhận được là số điểm thấp nhất từ trước tới giờ, thì đó cũng chính là động lực mà tụi em sẽ cố gắng hơn trong vòng tiếp theo. Với sự cố và vết chó ở cuối vòng 2, đó là em bị đứt chân và phải may 3 mũi thì em phải tạm ngưng thi 2 vòng. Với sự trở lại này thì em sẽ tiếp thêm động lực cho nhóm để nhóm có thể lấy lại phong độ ở vòng 1. Trong vòng 4 lần này là có thêm phần song đấu, battle. Đây lại là một cái điểm khó khăn cực kỳ lớn đối với các thành viên.
Đối với phần song đấu thì nhóm cảm thấy hơi lo lắng và áp lực một tí về phần thi sắp tới của mình. Thì lịch tập của nhóm rất căng thẳng, vừa phải tập bài đấu và vừa phải tập bài chủ đề theo cảm xúc. Nó cũng là áp lực của team biên đạo bọn mình. Với chủ đề trên cảm xúc của vòng 4 lần này thì team biên đạo rất là đắn đo trong việc là lựa chọn cảm xúc, làm cách nào để hướng dẫn các bạn thí sinh có thể thể hiện tốt cái cảm xúc mà biên đạo đã chọn. Qua bài thi lần này thì nhóm chúng em muốn cho mọi người nhớ đến về thời tuổi trẻ của mình, những ngày tháng hạnh phúc, vui tươi, và muốn mọi người hãy sống hết mình, trái hết mình với tuổi trẻ nhé. Chúng tôi đang rất là quyết tâm, nỗ lực tập luyện để lấy lại được sự kỳ vọng của ban giám khảo cũng như là sự yêu mến của tất cả các khán giả. Nhóm sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy khả năng vũ đạo cũng như chuyên môn, qua đó thể hiện sự quyết tâm và bùng cháy hết mình của nhóm trên sàn đấu. Sau khi kết thúc vòng 3, rút kinh nghiệm những lời nhận xét chân thành của ban giám khảo cũng như chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng bước vào vòng đại chiến. Hãy chờ đón sự trở lại của chúng tôi. This girl straight and this girl not. Tipsy off that piece of rock, like ching-a-lang-lang, ching-a-lang-a-lang-lang. Jeans so tight, I can see loose change. Do your thang thang, girl, do that thing, like turning pretty face to girls trying to press each other. And the mother call a friend, so ain't none but trouble. Baby, I'ma take some only cause I love you. People all around the world, sexy mother. Get ugly. Damn, that's ugly. That's ugly. That's ugly. Hey, Rick. Give me that ugly face, man. And I'm undercover free, so ain't nothing but trouble. Baby, I'ma take some only cause I love ya. People all around the world, sexy motherfucker. Ooh! Let's go! Yeah! Like a rocket faster, faster. That's ugly. Không biết là ban giám khảo thấy phần mở màn này như thế nào ạ? Anh Huy, anh thích cái bài này vì nó rất là hợp với cái ngoại hình của các em. Trang phục rất là thông minh, nó vừa phải. Cái cảm xúc của cái bài này là vui vẻ thì cũng có, nhưng mà đối với anh nó ngầu hơn. Yeah. Nha, rất là ngầu. Và anh thích cái cảm giác tụi em tạo ra trên cái sân khấu. Cái lần này mình không có một biên đạo đúng không? Mình có hai biên đạo. Và anh thấy cái phần nhảy của các em nó đang tiến bộ, nó đang tốt hơn, nó đang hay hơn. Và cái cách mình pha mấy cái động tác taekwondo với vũ đạo nó rất là mượt. Nhưng mà một cái ý kiến đối với anh, cái phần nhảy thì anh tập trung, anh thấy mình thấy nhiều, rất là nhiều. Và cái phần taekwondo thì đúng anh vừa nói là mình pha vô với cái động tác, nhưng cái phần cái dứt khoát và cái kỹ thuật rõ ràng để thấy à đây là một cái tổ hợp taekwondo thì đối với anh nó đang thiếu một chút xíu. Nếu mà anh xem một cái bài này trong một cái chương trình thi nhảy thì rất hay, nhưng mà đối với anh muốn thêm võ thuật, anh muốn thấy rõ hơn một chút xíu nữa về cái taekwondo nhé. Cảm ơn các em. Xin cảm ơn giám khảo John Huy Trần. Xin được mời giám khảo Minh Tú. Chị rất là thích cái tiết mục này bởi vì nó những cái hóa trang và tạo hình của tụi em á, nó rất hợp với lứa tuổi của tụi em. Và cái cảm xúc á, là chị thấy là các em
diễn nó rất là tự nhiên, nó hơi đường phố á. Và ở trong cái cảm xúc của đường phố, ngoài vui vẻ ra, nó có một cái chất gọi là đặc biệt lắm, nó hơi kiểu khu khu, ngầu ngầu. Còn về vũ đạo á, thì chị cũng ghi nhận giống như anh Huy, chỉ góp chút xíu nhỏ là những cái mà tụi em làm hôm nay á, nếu mà lần đầu tiên chị gặp nó sẽ là wow, nhưng mà đã thấy nhiều lần rồi thì nó không có thực sự wow nữa. Nhưng mà đây là một tiết mục khá là mở màn, rất là hay, chúc mừng các em. Xin cảm ơn giám khảo Minh Tú và xin mời giám khảo Trâm Văn Nguyễn. Mình cũng đồng ý anh John á, các em đừng có lo diễn nhiều quá mà quên cái võ thuật. Đây là đấu trường võ nhạc, phải có cái võ trong đó. Khúc mà nên Chuck á, làm cái côm á, thì chị thấy nó hơi giống như là ngắn một xíu, giống như là mình làm cho có thôi rồi mình chạy đi. Mình đang chờ mấy cái điểm nhấn, giống như cái điểm mà các em lộn back flip, làm cái đạo cụ mà lộn qua á, trời ơi rất là hay luôn. Cho nên lần sau mình làm thêm cho dùm cho Chama nha. Ok. Thank you, cảm ơn giám khảo Gemma. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của thầy giáo nhé. Chào các bạn. Cái mà áp lực đầu tiên là mình thi đầu tiên thì anh cũng có cảm giác rồi. Anh đã từng thi đầu tiên, nó rất là hồi hộp. Và cái phần võ ở đây thì anh cũng đồng ý với các giám khảo, các anh chị ở đây là hơi ít, nghĩ là không thấy rõ được. Nói đi và nói lại rất là khó. Tại vì trong một vài phút mà có thể làm được vừa nhạc mà vừa nhảy mà vừa võ rất là khó, anh hiểu được cảm giác đó. Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất là chúc mừng các bạn là hôm nay các bạn đã tiết mục đầu tiên mà hoàn thành tốt được như vậy, thì anh xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn nhiều. Mấy cái động tác nhảy lúc đầu á, tại vì chị có ông anh làm thầy giáo mà ông cũng muốn thử nhảy mấy động tác đó. Không biết mình thử được không em? Được. Dạ, thử luôn à. Và bây giờ giám khảo My Time First sẽ lên để mà tập thử với lại các bạn của đội võ nhạc Tricolor Việt Nam nhé. Sư phụ, giờ con làm đệ tử sư phụ. Nhưng mà anh muốn xem em lộn mèo lên cái cho anh coi được không? Nhào lộn á. Dạ được cái nè. Đó chính là phần cho điểm của ban giám khảo dành cho đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam. Xin mời ban giám khảo. Biết được số điểm của mình ở phần sau nhé. Chúc mừng các bạn và chúng ta sẽ gặp lại sau nhé. Vâng, và tạm biệt đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nhóm thí sinh thứ hai sẽ thi đấu trong buổi tối ngày hôm nay. Đây là một đại diện đến từ bộ môn Muay Thái. Và hãy cùng chào đón nhóm Mãnh Hổ. Anh muốn hỏi mọi người, ở vòng thi thứ hai thì mọi người đã chiến thắng đúng không? Thì mọi người đã cảm nhận được cái cảm xúc của mình đó là gì? Buồn. Còn đối với vòng ba? Buồn và thất vọng. Thất vọng. Dạ. Thì anh muốn làm vòng bốn lần này của mình dựa trên hai cảm xúc, đó là vui và buồn.
Ý nghĩa của vòng 4 lần này đó là đêm cảm xúc, là chúng ta sẽ dựa trên những gì mà chúng ta đã từng trải qua và chúng ta thể hiện trên bài nhảy lần này. Anh hy vọng tất cả chúng ta đều vượt qua được cái vòng thi lần này để tới cái vòng thi tiếp theo. Nếu mà mọi người đồng ý với anh cùng anh vượt qua vòng thi lần này thì mọi người vỗ tay nha. Ok, cảm ơn mọi người. Vô. Thực sự đội chúng em muốn gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức và ban giám khảo đã cho đội chúng em một cơ hội để bước vào vòng đại chiến này. Vì vòng trước đội chúng em thể hiện chưa tốt và ban giám khảo đã thất vọng rất nhiều về phần vũ đạo và phần thiếu lửa trên sân khấu. Hiện tại thì đội chúng em đang nỗ lực hết mình và tập luyện hăng say để không phụ lòng ban giám khảo và ban tổ chức đã mong đợi. Tinh thần của nhóm trong thời điểm hiện tại thì có hơi dao động do kết quả của tuần trước, nhưng cũng nhờ cả những người anh em trụ cột vực dậy tinh thần cho tất cả mọi người. Người mà làm Kim thấy có thể làm cho mọi người thấy được cái sự vui vẻ trong luyện tập đó là anh Tuyên. Thì đôi lúc thì anh có hơi quằn chút xíu nhưng mà cần thiết đối với đội. Khó của vòng thi lần này là mọi người phải cùng chung tinh thần để hiểu được thể loại mà các bạn đang chơi. Và Kim tin là mọi người sẽ thực hiện được điều này bởi vì mọi người đã có một tinh thần đoàn kết rất là tốt. Cảm xúc hiện tại của đội Mạnh Hổ thì không hề áp lực. Tại vì thực sự ra là đội Mạnh Hổ đã từng đứng trên bờ vực của sự thất bại ở cái vòng trước. Nhưng nhờ vào sự ủng hộ của ban giám khảo, ban tổ chức cũng như quý vị khán giả đã cho Mạnh Hổ có một cơ hội để quay trở lại với cuộc thi, thì mọi người đang cảm thấy rất là vui và phấn khởi. Và điều đó cũng có nghĩa là mọi người sẽ cố gắng và cố gắng rất nhiều hơn nữa trong vòng sau. Ở vòng đại chiến này, đội chúng em không có gì để mất ngoài sự quyết tâm và nỗ lực hết mình để thể hiện tinh thần quyết tâm của Mạnh Hổ, tinh thần quyết tâm của Mai Thái. Mai Thái! Thank you.
chúng ta đang vừa đến với phần trình diễn của nhóm Mãnh Hổ. Những chú hổ của chúng ta hôm nay đã lên tiếng và không biết có chinh phục được giám khảo Trần Huy Trần không ạ? Xin mời anh. Đầu tiên anh sẽ nói về cái tốt trong cái bài này nhé. Cái phần đối kháng của các em thì lần này anh thấy nó rõ hơn. Mấy cái động tác và lúc mình đối kháng với nhau nó rõ hơn nhiều. Cái chủ đề của các em là gì? Tự hào và thất vọng. Dạ. Đúng không? Thì tụi em cũng có làm cho anh thất vọng. Thì anh không biết cái đó là một cái tốt hay không tốt. Dạ, anh hơi bối rối một tí xíu. Anh thích mấy cái tiết mục nếu mà nó có câu chuyện. Nhưng mà cái bài này nó bị kịch quá. Hình như nó có một cái câu chuyện gì đó. Anh nghĩ như vậy. Nhưng mà anh không biết cái câu chuyện là cái gì. Thì đó là một cái, có thể là cái đó là tụi em sắp xếp trong cái bài để cho mình thất vọng. Thì nếu mà cái đó là cái ý tụi em muốn thì tụi em thành công. Cảm ơn anh. Không biết là câu chuyện vừa rồi là câu chuyện như thế nào? Ý tưởng từ một cái câu chuyện về một vị anh hùng của người Thái. Câu chuyện nó nói về cái việc mà sự chiến thắng của một chàng trai trong một cái làng. Để giành được chiến thắng đó là cái khăn đỏ. Và ở cái khoảnh khắc đầu tiên đó là sự tự hào khi mà chiến thắng. Và sau đó khi nhìn qua những người đồng đội mình và những người đã cùng mình chiến đấu và ngã xuống, thì thoáng lên một cái sự thất vọng. Và quyết định cuối cùng của cái chàng trai đó vẫn là chọn về cái vinh quang của mình. Và đó là điểm bắt đầu. Và sẽ quay ngược thời gian lại về cái quãng những người, mọi người mới tập luyện chung. Rồi từng đồng đội đã phải hy sinh vì cái người chàng trai đó. Nó mới tạo ra được cái sự thất vọng của người đó khi mà người đó giành chiến thắng một mình. Ok, thì em kể câu chuyện như vậy thì anh nghe nó rất là hay. Nhưng mà nếu mà xem cái bài anh không nhận được, anh không thấy. Thật ra thì mình thấy cái bài này giống như anh Trần đã nói thì nó theo chủ đề thì nó chưa đến. Cái phần đối kháng thì diễn rất là tốt. Đằng này diễn rất là đẹp, rất là tốt mà nó tự nhiên nữa. Cái khúc mà anh đứng ăn trước mà sắp sửa bị cái elbow lên cái đầu mà giống như là muốn xỉu thì cũng như là rất là mình thấy reaction rất là real luôn á. Cho nên muốn khen cái điều đó. Theo mình nghĩ, Trang đang nghĩ thì cái bài trình diễn này nó tiến bộ hơn lần trước. Cho nên chúc mừng các bạn. Xin cảm ơn giám khảo Trần Văn Nguyễn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của giám khảo Minh Tú nhé. Mình không hiểu hoàn toàn câu chuyện. Cho dù lúc bạn nói xong giải thích trình bày câu chuyện nó ra, thì mình cảm thấy cái cách mà các bạn đưa cái câu chuyện vào cái tiết mục này nó rất là phức tạp. Nó khó để cho người ta có thể hiểu một cách dễ dàng. Trong cái đội này thì mình thực sự thấy được tất cả các bạn rất là quyết tâm. Nhưng mà hai người mà mình thấy quyết tâm nhất là hai anh đứng ở hai bên đây, anh bên đây và anh nhà anh. Là mình thấy được cái sự quyết tâm từ trong ánh mắt, từ trong những khúc mà anh nói chuyện trên đây. Đó là cái điều mà mình rất là công nhận về việc đó. Còn cái tiết mục hoàn toàn không cho mình được cái cảm xúc gọi là tự hào, thất vọng như là những cái gì mà các bạn đang trình bày. Thực sự thì mình rất là cảm ơn các bạn đã dành hết cái nỗ lực. Và anh đội trưởng là đã cố gắng để mà cùng đồng đội thể hiện cái tiết mục này. Cảm ơn giám khảo Minh Tú. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của giám khảo Mai Tài Phến. Xin mời anh. Khen các bạn là thứ nhất là có sự đầu tư. Chắc chắn nhìn vào là có sự đầu tư. Và thứ hai á, là có câu chuyện nội dung. Có nghĩa là các bạn đã cùng với biên đạo tính toán rất là khó cái phần đó. Và thứ hai, cái khi mà anh thấy cái đồng hồ mà bạn nói là quay ngược thời gian phải không? Tại khi đó ít qua nhìn vào đồng hồ, đang nhìn các bạn hết thì khán giả sẽ không nhìn thấy các bạn đang muốn làm điều gì. Một cái phần thi quan trọng nhất là cái đầu và cái kết. Thì cái đầu của bạn anh rất thích nhưng cái kết thì anh không thích lắm. Có nghĩa là đang đi lên xong tự nhiên đi xuống. Có nghĩa là kết nãy anh tưởng tượng như là, không biết anh chị đây có thấy không, mình đang xem giống như là mình tưởng nó chưa hết. Nó bị đấy, nó hơi bị cục. Đấy. Bị cục. Thì anh hiểu được cái phần này nó rất là khó. Vì vậy nhưng mà quan trọng nhất là các bạn đã làm được cái điều mà mình muốn. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn giám khảo Mai Tài Phến. Vâng, và bây giờ sẽ là phần cho điểm của ban giám khảo dành cho nhóm Mãnh Hổ. Xin được mời bốn giám khảo. Cảm ơn bốn giám khảo. Cảm ơn các bạn và chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé.
tạm biệt nhóm Mạnh Hổ, bây giờ chúng ta sẽ đến với nhóm thứ ba sẽ dự thi trong đêm hôm nay. Hãy cùng chào đón trên sân khấu này nhóm Mặt Trời Nhỏ. Mấy đứa ơi, mấy đứa có ước mơ là cái gì? Thằng Minh Nam nói trước đi. Là tự uống trà sữa miễn phí một năm. Wow. Ước mơ chung của mọi người. Còn ai nữa không? Rồi Trang nói đi. Ước mơ em kiếm được nhiều tiền để đi làm việc. Ok Thảo nói đi. Ước mơ của em là mai mốt làm thật nhiều tiền để dẫn mai mái em đi du lịch. Hay. Ước mơ của chị là gì vậy? Ước mơ của chị là luôn luôn được vui vẻ và lạc quan. Nên là chủ đề cảm xúc lần này chị sẽ chọn cho tụi em là chủ đề vui vẻ và lạc quan. Chúng ta cùng cố gắng làm nha. Yeah. 1, 2, 3. Yeah! Ở vòng 4 tụi em quyết định chọn chủ đề là lạc quan vui vẻ. Vì thứ nhất là chủ đề này sẽ phù hợp với lại nhóm của tụi em. Thứ hai là trong cuộc sống thì ai cũng muốn mình được vui vẻ hết. Nên là nhóm quyết định chọn cái chủ đề này. Mặt Trời Nhỏ. Sau khi tập huấn ở Hàn Quốc và không tham gia cùng đội ở vòng 3, em cảm thấy rất là buồn và hối tiếc. Tuy ở xa nhưng em vẫn luôn theo dõi, ủng hộ và động viên các em. Ở vòng 4 này em sẽ trở lại và quyết tâm cố gắng bù đắp về sự thiếu vắng của mình. Dạ, hiện tại trong nhóm của em thì có em trai Di đang gặp vấn đề về sức khỏe. Cả nhóm rất là tiếc và lo lắng cho em. Vì thế mà em thay thế cho Di ở trong chương trình đấu trường võ nhạc. Mặc dù là người mới, em có chút áp lực. Nhưng em sẽ cố gắng hết mình và sẽ tự tin để không phụ lòng thầy, các bạn và các em đã tin tưởng ở em. Với chủ đề lần này Phụng chọn là chủ đề vui vẻ lạc quan, với mang một thông điệp là trong cuộc sống tất cả các trẻ em đều có ước mơ của mình, đó là luôn được lạc quan và vui vẻ. Thì chị muốn nhắn nhủ với tụi em rằng trong cuộc thi này tụi em đã cố gắng hết sức mình rồi, nên cho dù kết quả như thế nào thì mình vẫn phải luôn lạc quan và vui vẻ. Cố lên Mặt Trời Nhỏ. Từ một nhóm nguy hiểm ở vòng 2 và an toàn bước tiếp vòng 4 thì tụi em cảm thấy rất là vui và đây cũng là động lực để cho tụi em quyết tâm hơn và mong rằng nhóm tụi em sẽ có một vé để bước tiếp vào vòng 5.
Chị Minh Tú, chị thấy mấy em của mình ngày hôm nay sao chị ơi? Với cái chủ đề em nói là vui vẻ và hài hước thì chị thấy được vui vẻ, còn hài hước thì chị không thấy. Cái phần võ thuật của các em á thì chị thấy là nó cũng hay, chị rất thích cái kết, nhưng mà nó chị cảm thấy nó hơi bị trẻ quá. Vậy nó bị trẻ con quá, nó không có hấp dẫn. Thật ra cái mở màn nó rất là hay, tại vì nó có một cái câu mà nó làm cho chị rất là xúc động. Chị nghĩ đây là một cái tiết mục sẽ làm chị cảm thấy là sẽ xúc động, sẽ có nhiều cảm xúc. Tại vì ai cũng sẽ muốn có những cái tuổi thơ đẹp, nhưng mà không phải ai cũng may mắn như vậy. Nhưng mà khi mà xem cái tiết mục này thì chị thấy là ok, nó ok thôi, chứ không có cái gì gọi là như những cái gì các em đã thể hiện ở vòng trước. Cảm ơn các em. Lúc mình làm cái trang phục nó thực tế quá, và nó đúng là chú Hề và Mario hay gì đó. Nhưng mình đang thi một cái nhóm võ nhạc thì cái kiểu lúc anh xem thì nó mất một sự nghiêm túc một tí xíu. Mình mất cái hình tượng võ thuật. Có thể tụi em có thể pha cái ý tưởng chú Hề với cho nó nhìn khác biệt, khác, cho nó hợp lý với võ thuật. Anh không biết thế nào, nhưng mà cái đó là một cái mình phải tự tìm ra. Cái cách dựng bài thì anh khen, tại mấy cái đội hình, mấy cái động tác chọn trong cái bài này nó rất là đẹp, nhưng mà vì cái trang phục nó hơi quá đáng và cái phần diễn của mình nó chưa tới thì đối với anh là anh không có cảm giác gì với cái bài này. Mình cũng muốn khen cái anh mới tới, nhưng mà anh có cái thần thái rất là tốt, anh biểu diễn rất là hay. Mà những cái điểm nhấn lần này á là cũng là dựa về anh này nhiều lắm nha, cái em này nhiều nè. Những cái điểm nhấn á là tại em trick nhiều. Nhưng mà mình hy vọng là mình muốn cái điểm nhấn là nó đoàn kết hết, nhùm cái hết cái nhóm của mình để làm một cái điểm nhấn nó hay hơn là một người thôi, các bạn biết không? Nói thêm nữa là cái kỹ thuật á, thì kỹ thuật của các bạn là luôn luôn nó tốt, nhưng mà tới váy vòng sau rồi á thì cái giỏ của các bạn nó còn hơi đơn giản chút xíu. Mình muốn có cái gì nó có bất ngờ. Các bạn vẫn giữ cái trình độ nó vậy thì mình còn cao hơn nữa. Cảm ơn giám khảo Gemma Nguyễn. Chị cũng có vừa nhắc đến là bạn nam mới đúng không ạ? Bạn Duy là bạn cũ của tụi em, mới vừa tập được sau ngày thi hôm đó thì khoảng 3 ngày là bạn bị mổ ruột thừa á. Nên là nghỉ tập với đội luôn. Kim. Thật sự là lúc nghe cái tin của em thì buồn lắm. Tại vì á, tập với nhau biết bao nhiêu vòng rồi, thiếu. Lúc mà tập á, thiếu nó không có gì á, thiếu lắm luôn. Kiểu như là bình thường thấy mặt nó rồi, nhưng mà bữa nay thấy nó mất tiêu. Không nhớ. Để đi tiếp thì thầy đã thay bạn mới là bạn Phụng đây để thay chỗ Duy và tiếp tục phần của Duy. Và sẽ tụi em cố gắng để mà làm tốt phần của cả luôn phần của Duy, mặc dù Duy không có mặt. Và hôm nay thì mặc dù mới mổ xong được có mấy ngày, nhưng mà Duy đi theo tụi em, Duy vô trong phòng sau khán giả đi theo cổ vũ, nên là rất là thương Duy. Duy ơi, em có ở đây không? Em giơ tay lên cho mọi người thấy được không? Vâng, đúng là như vậy quý vị. Khi mà chúng ta đã theo dõi hành trình của nhóm Mặt Trời Nhỏ từ lúc đầu thì luôn luôn nhớ gương mặt của bạn Duy, một chàng trai rất là dễ thương, luôn luôn là đóng vai chính ở trong nhóm đó, ngay cả là cậu chủ mèo nè. Sau đó rất là tiếc khi mà ngày hôm nay em không thể nào tham gia được với nhóm. Trong một tuần đó tụi em rất là gặp nhiều khó khăn. Vừa mới nghe tin Duy mổ ruột thừa thì gần tới thi 3 ngày thì bạn Thảo bị thủy đậu, nên sức bạn Thảo luôn cố gắng nhưng mà nỗ lực lắm. Nhưng mà bạn Thảo luôn cảm thấy mệt mỏi, nên nhiều lúc tụi em cũng phải bỏ thời gian một chút để cho bạn Thảo nghỉ mệt, nên bài biểu diễn cũng chưa được tốt, cũng chưa được hoàn thiện cho lắm.
Rồi xin mời giám khảo khách mời. Mời anh Mai Tài Phến. Phải công nhận một điều là anh cảm thấy tự hào về các em, tự hào về tất cả các thí sinh có đang thi chương trình Đấu Trường Võ Nhạc. Tại vì các bạn còn nhỏ mà các bạn làm được những điều đó rồi, anh cảm thấy rất là khâm phục. Chưa tính đến chuyện khó khăn, chưa tính đến chuyện sức khỏe, thời gian, áp lực, nhưng mà ở đây thấy được sự tinh thần của các bạn. Thì hôm nay cái điều mà nãy các anh chị giám khảo nói là các bạn không biểu cảm được là do vì các bạn vẽ chú hề lên mặt. Nhưng các bạn không cười tại vì các bạn đang tập trung nhảy và diễn cái câu chuyện của mình. Thì tất cả các khán giả chỉ nhìn thấy được cái sự, không thấy được cái chú hề nó cười nên nó không có tươi được. Nhưng mà hai bạn Mario, thì hai bạn khi mà đánh võ thì anh thấy được cái sự nhiệt huyết trong đó, cái tinh thần rất thúc nãy anh coi rất là cuốn anh. Và anh cảm thấy trong đây nó có vui vẻ chứ, có hài hước chứ, các bạn làm được điều đó. Cảm thấy cho anh một sự năng lượng, một sự trẻ trung, giống như là các bạn đúng là các bạn truyền cảm hứng. Và cái sự hài hước thì anh thấy được khi mà các bạn truyền những, các bạn nhún nhảy, các bạn truyền những cái món quà. Tại vì nó hơi ít thôi, chứ không phải nó không có. Thì anh không có nói gì hơn, anh chỉ cảm thấy thích và thấy được sự nỗ lực của các em. Hy vọng tới đâu không quan trọng, quan trọng là chơi hết mình. Cảm ơn các bạn. Xin được cảm ơn giám khảo Mai Tài Phến. Còn bây giờ sẽ là số điểm của ban giám khảo dành cho nhóm Mặt Trời Nhỏ. Xin mời. Xin cảm ơn ban giám khảo. Cảm ơn nhóm Mặt Trời Nhỏ và các em, chúng ta sẽ gặp lại sau nhé. Cảm ơn các em nhiều. Thưa quý vị và tạm biệt các thí sinh rất là đáng yêu của nhóm Mặt Trời Nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nhóm thí sinh cuối cùng thi đấu trong ngày hôm nay. Họ là những người luôn luôn giữ được phong độ tốt từ những vòng đầu tiên và luôn luôn nhận được rất nhiều lời khen của ban giám khảo. Bây giờ hãy cùng gặp gỡ nhóm Lửa Thiên. Qua vòng thi đấu vừa rồi, nhóm cảm thấy rất là hài lòng với phần trình diễn của mình khi đã thể hiện hết sức mình và nhận được rất là nhiều lời khen từ ban giám khảo. Chúc mừng nhóm Lửa Thiên, các bạn đã an toàn. Việc không thể đứng nhất bảng ở vòng 3 và không được đặt cách vào vòng bán kết thì em nghĩ nhóm chúng em không bị ảnh hưởng tinh thần nhiều. Nhóm chúng em sẽ cố gắng khắc phục những điểm yếu để có màn trình diễn tốt nhất ở vòng sau và sẽ đi thẳng vào vòng bán kết. Trong cuộc sống thì có muôn vàn cảm xúc, và cảm xúc buồn thì không ai mà không có. Với đêm cảm xúc lần này, nhóm chúng em sẽ chọn cảm xúc buồn của sự cô đơn để miêu tả sự cô đơn đến trầm cảm của những người bị những suy nghĩ tiêu cực bám víu không lối thoát. Và qua đó, nhóm chúng em muốn truyền tải một thông điệp rằng những người ấy rất đáng thương, họ cần sự quan tâm che chở của tất cả mọi người. Ngoài phần biểu diễn, vòng 4 này còn có vòng song đấu. Nhóm Lửa Thiên sẽ sử dụng binh khí đặc trưng của võ cổ truyền. Hy vọng mọi người sẽ thích thú với màn trình diễn của nhóm Lửa Thiên. Nhóm cảm thấy khá là áp lực và căng thẳng khi mà phải tập luyện cả hai bài, một bài song đấu, một bài biểu diễn, mà thời gian tập luyện chỉ có một tuần, thì đây là một thử thách khá lớn đối với nhóm. Nhưng nhóm sẽ cố gắng thể quyết tâm tập luyện hết sức mình và thể hiện tốt nhất ở vòng tiếp theo để không phụ sự kỳ vọng của ban giám khảo và quý vị khán giả. Lửa Thiên, bùng cháy! Feeling we are gonna
Bài hay nhất trong hôm nay. Yes. Rõ ràng, thấy rõ ràng luôn. Mấy cái đổi hình trong cái bài này, nhiều cái đổi hình đẹp nè. Và biên đạo chọn mấy cái động tác võ thuật và động tác nhảy múa là các em làm được và làm tốt lắm luôn. Và cũng thử thách các em với nhiều cái bưng bê rất là phức tạp. Và không phải chỉ là mấy cái bưng bê để cho có thôi, nhưng mà nó cũng vô cái câu chuyện của mình, nó hợp lý, nó nổi da gà nè. Đang nhận xét xong nổi da gà, lần đầu tiên trong chương trình này anh nổi da gà đó. Wow. Nó có cái phần đầu lúc mấy bạn nam tắt ra đó, xong mấy bạn nam ai cũng làm mấy cái động tác khác nhau, mấy cái võ thuật khác nhau, cái đó anh rất là thích. Vì nó có mấy lần trước anh thấy một số nhóm thử làm cái đó nhưng mà nó nhìn rối lắm. Nhưng mà vì khác nam rất là cái động tác của mình sạch sẽ, chắc, đẹp lắm luôn. Mình thấy rõ, nó không có nhìn rối. Và sau đó tụi em cũng nhảy nhiều cái động tác cái kiểu là hip hop đương đại nha. Anh cũng nói hip hop đương đại tại nó pha rất là nhiều trong cái bài này. Quá nhiều, nhưng mà tụi em làm được và tụi em làm rất là hay. Sau một cái điểm nhấn lúc cái nhạc nó thay đổi cái tốc độ nó lên và vô một cái như nhiều giống dubstep hay gì đó, cái nhịp đó rất là khó để nghe. Nhưng mà mấy cái võ thuật của tụi em chất lắm, rất đẹp. Xin mời giám khảo Trương Văn Nguyễn. Wow, just wow. Wow, wow, rất là tuyệt vời. Chưa có nói tới bài nha, mình khen trước là khả năng của các bạn là thật sự là tiến bộ rất là nhiều, sự bất ngờ mà không tin được luôn á. Các bạn có cái tài năng diễn giỏi cho nên khen các bạn rất là giỏi. Right, yeah. Là khác biệt luôn. Cái hay là tụi em biết, tụi biết em đổi. Mỗi tuần tụi em đổi màu, đổi màu cái đó hay lắm luôn, khó lắm. Nhưng lại khen cái nữa là mà các bạn làm cái chương trình này, mình thấy rất là tự hào các bạn được tìm được cái style của mình. Mà mỗi từ tuần này tuần nọ thì các bạn rất là như là nó có sự bất ngờ là các bạn nó làm rất là giỏi. Như là rất là nó make sense, nó hợp lý là tụi em rất là có một cái may mắn vì tụi em mỗi tuần tụi em có một người biên đạo cũng hiểu về mình. Tụi em hiểu cái đó rất là quan trọng và anh nói nhiều lần tại anh muốn cái này cho mấy nhóm võ và mấy bạn biên đạo mình phải hiểu nhau và cùng nhau mình sẽ tìm cái chìa khóa. Tụi em đã tìm rồi, tụi em hiểu
cái khách mình phải làm cái gì mỗi tuần để gặp thành công như vậy. Mình muốn khen luôn, một lời khen cho chị nữ, bạn nữ này nè. Trời ơi, biểu diễn bữa nay rất là hay. Kiểu như mà nó vừa buồn, nó vẫn vừa nó có sự lỏng. Tại nó đang buồn, tại cái character của em buồn. Nhưng mà nó vẫn có cái sự như là khúc mà mạnh á, thì em rất là mạnh. Mà em vẫn biểu diễn theo, giống như là so với mấy người nam á, thì tỏ ra là em buồn. Nhưng mà cái movement của em vẫn là có cái sự giật á. Cho nên rất là hay, coi rất là hay. Cảm ơn chị Gemma. Xin mời giám khảo Mai Tài Phến. Ở đây anh thích nhất là các bạn và anh biên đạo á, là thể hiện rõ cái chủ đề của mình. Là thứ hai rất là khôn là tại vì đem cái trang phục á, trắng đen là chắc chắn nhìn là thấy là sự khác nhau rồi. Giống như một bạn này đang sống trong bóng tối. Thì cái điều đó là điều đáng khen nhất, là thể hiện rõ chủ đề. Cái điều mà quan trọng nhất á, là thấy được là sự thần thái của bạn nữ. Đây, từ nãy giờ, từ trước tới giờ đây là tiểu phẩm mà có thể là nội dung rõ nhất. Thì trong thời lượng này mà các bạn làm như vậy thì cho anh cảm thấy được là thuyết phục anh. Cảm ơn các bạn. Và cuối cùng xin mời giám khảo Minh Tú. Tụi em chưa bao giờ làm thất vọng chị. Cái mà chị coi tiết mục này á, là chị thấy chị trong đó. Đây là một cái tâm lý nó rất là khó nghe là cô đơn, nhưng mà thật sự nó rất là khó. Không phải ai cũng sẽ hiểu được cái cảm xúc của cái người bị như vậy. Thật sự thì chị trải qua cái cảm xúc đó rồi. So khi mà chị thấy bạn nữ diễn cái cảm xúc đó, chị hiểu được. Chị rất là hiểu. Cái quan trọng là cái mà mình phải cho người ta hiểu được rằng là being alone is really awkward. Cái này nó rất là xúc động bởi vì chị không biết mọi người như thế nào, nhưng mà chị từng là ở trong cái hoàn cảnh đó nên chị sẽ hiểu được cảm xúc đó. Nhưng mà chị không biết được rằng là em, bạn gái em có bao giờ trải qua cảm xúc đó chưa? Bạn ấy cũng đang xúc động. Khó diễn tả. Rõ ràng là bạn có những đồng đội rất là tuyệt vời bên cạnh đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ bạn nữ ơi, mình chia sẻ một tí đi. Vân thấy là bạn đang rất là xúc động nè. Có khoảng thời gian em làm việc gì cũng một mình đó. Từ hồi mà lên Sài Gòn học đến đi làm, lúc đó là có một mình em thôi. Thì lo đủ thứ. Lúc đó là không có ai bên cạnh, nó cũng không có mẹ. Mẹ thì ở dưới quê, nhiều khi mẹ cũng bệnh, em cũng có về được. Em đi làm thì khi nhiều việc áp lực, nhiều thứ, nhiều khi chỉ muốn bỏ đi đâu đó. Cái tiết mục này chạm đến cảm xúc của chị. Tuyệt vời với cái tiết mục này. Và cảm ơn biên đạo. Cảm ơn Dương Anh Mỹ, bài rất là hay nha. Đội Lứa Thiên cũng xin phép cảm ơn biên đạo Dương Anh Mỹ đã hỗ trợ chúng em vòng này. Thì nhờ anh hỗ trợ chúng em nội dung như thế này thì chúng em khi mà tập luyện thì mới hiểu rõ được những cái tâm lý, tình cảm của một người bị tự kỷ. Từ đó chúng ta có thể hiểu rõ hơn và giúp có thể chúng ta giúp họ, kéo họ ra khỏi một cái gọi là cái sự cô độc trong một cái căn phòng tâm trí của họ. Thực ra tiết mục này rất là hay, nó hay ở cái kết thúc đó là khi mà chúng ta cô đơn, chúng ta sẽ có hai cách lựa chọn. Một là chúng ta buông xuôi, hai là chúng ta phải cố gắng vượt qua. Thì cái câu chuyện này rất truyền cảm hứng. Nếu thực sự là những người nào deep và họ từng trải qua, họ sẽ hiểu được. Cảm ơn các bạn đã mang câu chuyện này lên sân khấu của chương trình Đấu Trường Võ Nhạc. Xin cảm ơn nhóm Lửa Thiên một lần nữa. Và
bây giờ sẽ là phần chấm điểm của ban giám khảo dành cho nhóm Lửa Thiên. Xin mời ban giám khảo. Và Thúy Vân đã thấy khán giả kêu tên Lửa Thiên đúng không ạ? Xin chúc mừng các bạn và chúng ta sẽ gặp lại sau nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn thân mến, chúng ta đã hoàn thành phần thi và đây sẽ là giây phút dành cho kết quả. Đầu tiên, Thúy Vân xin được công bố đội có số điểm cao nhất. Với số điểm giám khảo Gemma dành cho các bạn 9.5. Và lần thứ 3 trong chương trình, giám khảo John Huy Trần cho số điểm 10. 9.5 là số điểm của giám khảo Minh Tú và 9 điểm là số điểm của giám khảo Mai Tài Phến. Với tổng điểm là 9.5. Xin được chúc mừng nhóm. Xin được chúc mừng nhóm Lửa Thiên. Các bạn chính là nhóm có số điểm cao nhất ở phần thi đầu tiên trong đêm nay. Và bây giờ Thúy Vân sẽ công bố đối thủ của các bạn. Đó chính là nhóm có số điểm thấp nhất trong phần thi đầu tiên. Đây là nhóm có số điểm 7.9 điểm. Trong đó, giám khảo Gemma dành cho các bạn 8 điểm. Giám khảo John Huy và giám khảo Minh Tú dành cho các bạn 7.5 điểm. Và giám khảo Mai Tài Phến dành cho các bạn 8.5 điểm. Thúy Vân xin được công bố nhóm có số điểm 7.9 và sẽ là đối thủ ở phần 2 của nhóm Lửa Thiên. Đó chính là nhóm Mãnh Hổ. Như vậy, nhóm đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam và nhóm Mặt Trời Nhỏ sẽ là đối thủ của nhau. Trong đó, nhóm có số điểm cao hơn là đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam. Các bạn được 8.3 điểm. Giám khảo Gemma đã dành cho các bạn 8.5. Giám khảo John Huy 8.5. Giám khảo Minh Tú 8 điểm. Và giám khảo Mai Tài Phến 8 điểm. Và với nhóm Mặt Trời Nhỏ, giám khảo Gemma đã dành cho các bạn 8 điểm. Giám khảo John Huy là 7.5 điểm. Giám khảo Minh Tú là 8 điểm. Giám khảo Mai Tài Phến 8.5 điểm. Và tổng điểm dành cho các bạn là 8 điểm. Quý vị đã quay trở lại với chương trình Đấu Trường Võ Nhạc và bây giờ sẽ là phần 2, phần song đấu. Thưa quý vị, và bên cạnh Thúy Vân đó chính là hai nhóm thí sinh sẽ thi đấu đầu tiên. Và với kết quả ở phần trước thì chúng ta đã biết được nhóm Lửa Thiên là nhóm có số điểm cao nhất. Như vậy là các bạn sẽ có quyền lựa chọn được thi trước hay thi sau. Và sự lựa chọn của các bạn là? Dạ, nhóm tụi em đã thống nhất là sẽ là nhóm thi đầu tiên. Vâng, và bây giờ phần song đấu của nhóm Lửa Thiên và nhóm Mãnh Hổ bắt đầu. Thank you.
Lên với các bạn. Hai đội ơi, bây giờ cảm xúc của các bạn như thế nào nè? Sau phần xong đấu vừa rồi thì chúng em cảm thấy rất là hào hứng và đang rất là sung sức. Thì nếu mà không biết có thêm một cuộc thi nữa thì chúng em có thể trình diễn tiếp ngay tại đây luôn à. Bạn nói y hệt như gì mà Vân đang nghĩ luôn. Vân chỉ ước là lúc nãy cái đoạn nhạc nó dài gấp 3 lần. Như vậy là cực kỳ đã luôn. Dạ dạ, tại em hăng em nói thôi chứ giờ diễn nữa hơi mệt đó chị. Còn nhóm Mãnh Hổ thì sao? Cảm xúc của các bạn như thế nào? Dạ hiện tại thì cảm xúc của đội Mãnh Hổ thì vẫn còn đang rất là cháy. Không biết là khán giả có cho Mãnh Hổ cháy thêm nữa không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều. 101 khán giả tại trường quay thân mến. Mọi người hãy truy cập vào website đấutrườngvõnhạc.com và bình chọn cho nhóm mà mình yêu thích nhất nhé. Và thời gian bình chọn dành cho 101 khán giả tại trường quay bắt đầu. Thời gian bình chọn dành cho 101 khán giả tại trường quay xin được phép kết thúc. Như vậy là chúng ta đã có kết quả. Tuy nhiên, Thuy Vân sẽ chưa công bố mà chúng ta sẽ dành phần này sau khi hai nhóm còn lại đã thi đấu và đã nhận được bình chọn nhé. Xin một lần nữa chúc mừng nhóm Lửa Thiên và nhóm Mãnh Hổ đã hoàn thành phần song đấu của mình. Vâng thưa quý vị, trên sân khấu hiện tại là hai đại diện đều đến từ bộ môn Taekwondo. Và chúng ta có đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam là nhóm có số điểm cao hơn. Như vậy các bạn sẽ có quyền lựa chọn thứ tự thi của mình. Dạ em xin chọn thi thứ hai. Như vậy là Mặt Trời Nhỏ sẽ là nhóm thi đầu tiên nhé. Và bây giờ phần song đấu của Mặt Trời Nhỏ và đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam bắt đầu.
Taekwondo, đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam và Mặt Trời Nhỏ. Và thời gian bình chọn dành cho 101 khán giả tại trường quay bắt đầu. Cho 101 khán giả tại trường quay để bình chọn xin được phép kết thúc. Như vậy là cả 4 nhóm thí sinh đã trình diễn xong và nhận được sự bình chọn của 101 khán giả tại trường quay. Và bây giờ, Thúy Vân xin được phép mời ra sân khấu hai nhóm đã thi đấu, nhóm Mãnh Hổ và nhóm Lửa Thiên. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Đấu Trường Võ Nhạc. Và thưa quý vị, cả 4 nhóm thí sinh đã hoàn thành xong phần thi song đấu của mình. Và trên tay của Thúy Vân chính là kết quả. Như quý vị theo dõi cũng đã biết, ở vòng trước chúng ta đã không loại. Như vậy ở vòng này, hai đội sẽ phải ra về. Đầu tiên, ở cặp thi đấu thứ nhất, nhóm Lửa Thiên và nhóm Mãnh Hổ. Và Thúy Vân xin được phép công bố nhóm có số điểm cao hơn tiến vào bán kết với số phiếu là 54 phiếu. Xin được chúc mừng. Thúy Vân xin được chúc mừng nhóm Lửa Thiên. Như vậy rất tiếc phải chia tay với nhóm Mãnh Hổ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả của cặp thi đấu thứ hai, đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam và Mặt Trời Nhỏ. Nhóm nào sẽ là nhóm đi tiếp vào vòng tiếp theo, chiến đấu với các nhóm khác ở vòng bán kết? Với số phiếu là 52 phiếu, biệt với nhóm còn lại là 3 phiếu. Nhóm nào sẽ là nhóm tiếp theo đi đến vòng bán kết? Xin được chúc mừng. Xin được chúc mừng đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam. Các bạn đã được 52 phiếu. Như vậy, số phiếu của khán giả dành cho Mặt Trời Nhỏ là 49 phiếu. Một lần nữa xin được chúc mừng hai nhóm, đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam và nhóm Lửa Thiên. Các bạn đã vào vòng bán kết. Như vậy, rất tiếc chúng ta phải chia tay với hai nhóm Mãnh Hổ và nhóm Mặt Trời Nhỏ. Và một lần nữa xin được chúc mừng hai nhóm an toàn. Chị giữ lại mọi người ở trên sân khấu vì Thúy Vân muốn các bạn sẽ gửi một lời cảm ơn đến với khán giả đã luôn luôn yêu thương, ủng hộ các bạn, cũng như là chia sẻ về chặng đường đến vòng 4 này rồi thì mọi người sẽ học hỏi được gì nè, hoặc là những cái gì mà mọi người muốn chia sẻ với khán giả được không? Đến với chương trình này thì em học được nhiều thứ lắm, học hoàn thiện bản thân nè, biết cố gắng hơn nè, và em cũng cảm ơn mấy anh chị và thầy rất là nhiều đã luôn luôn sát cánh và ủng hộ tụi em vô được tới đây. Tụi em rất là cảm ơn. Cho dù kết quả có như thế nào thì em vẫn luôn nhớ là luôn vui vẻ và lạc quan. Đó là lời nói của thầy và mấy anh chị dạy cho tụi em.
em. Bây giờ thì đến nhóm Mạnh Hổ nè. Lời đầu tiên xin cho nhóm em gửi đến lời cảm ơn đến đầu tiên là ban giám khảo đã có những cái nhận xét là hết sức là công tâm về về cái tinh thần cũng như là cái động tác hay là từ những cái chi tiết nhỏ nhất mà đội Mạnh Hổ đã mắc phải. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đón xem chương trình. Và quý vị thân mến, hãy nhớ theo dõi tập tiếp theo vào tuần sau vào lúc 19:30 thứ Bảy trên kênh HTV7. Chương trình Đấu Trường Võ Nhạc do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Giải trí Điền Quân thực hiện và với sự đồng hành của thương hiệu vui chơi giải trí Sunworld. Bây giờ, những người làm chương trình và Thúy Vân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ai cũng có một cái đam mê, nhưng mà vì cơm áo gạo tiền nên mỗi người một hoàn cảnh, nhưng mà cuối cùng dẫn đến được cái đam mê của mình là võ thuật, nó như chạm vào trái tim của anh rồi đó. Hôm nay là một cái cảm giác rất là mới với anh và tụi em. Anh rất là tự hào với tụi em. Đón xem tập 12 Đấu Trường Võ Nhạc phát sóng vào lúc 19:30 ngày 30 tháng 6 năm 2018 trên kênh HTV7.